Em chào toàn thể anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Buổi sáng ngày hôm nay em có gửi 6 con chim cho anh em miền Trung và miền Nam. Còn miền Bắc em gửi 3 con chim nhưng mà em gửi sâu. Em rất là cảm ơn anh em đã luôn theo dõi, tin tưởng và ủng hộ em anh em nhé. Còn hôm nay em lên được 5 con chim cho anh em tham khảo lựa chọn. 5 con chim hôm nay toàn những con da form bộ tướng tá rồi da thái độ rất là ok anh em. Anh em theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim. Và nếu thấy clip của em hay đừng quên để lại cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Và đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em con chim trước màn hình anh em đang xem là con lồng số 025 này anh em. Thông tin của con 025 này thì là một con chim tách avi ra. Con này chim bộ chung và con chim này rất là tiếc là nó có tật lối bị ngoái ngửa anh em nhé. Và tình trạng ngoái ngửa của con lồng số 025 này thì là không nặng không nhẹ. Nhưng mà cái con chim khi đấu thì không hề có vấn đề gì anh em nhé. Không có hiện tượng ngoái hay ngửa gì anh em. Còn về hình bộ tướng tá và thái độ của con chim thì anh em xem trên clip anh em cũng có thể thấy rồi. Giọng của con chim rất là hay. Bóng bộ tướng tá thì màu đá lân anh em. Bóng bộ rất là đẹp. Đó, giọng hót rất là hay, rất là gắt, màu mỏ. Và con chim mà cũng ra thái độ rất là tốt. Đó, con chim mà anh em có thể thấy ra thái độ di chuyển cầu cánh mỏ rất tốt anh em. Và em báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con lồng số 025 này giá là 800 anh em nhé. Giá là 800. Đó, anh em nào mà chấp nhận bắt một con chim nó có tật lối ngoái ngửa. Đó, khi nó sợ chim, khi nó sợ người, anh em bắt về anh em chăm bám anh em chơi. Nhưng mà như em đã nói và như anh em cũng có thể thấy là khi con chim nó đấu nó không có hiện tượng ngoái ngửa gì anh em nhé. Còn đây anh em, đây chính là đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem rõ và kỹ hơn về bóng bộ tướng tá của con lồng số 025 giá 800 đây anh em nhé. Đó, yếm áo, yếm đậm anh em. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo cho anh em tham khảo là con lồng số 029 anh em nhìn. Con chim nó đứng bộ, nó ra thái độ nhìn tướng phê không anh em. Đó, con 029 này thì thông tin cũng là một con chim tách Avisa. Con này thuộc bộ to dài anh em nhá, chưa phải là to hẳn nhưng mà thuộc bộ to dài anh em. Đó, con chim anh em cũng có thể thấy con chim ra thái độ rồi sổ giọng cũng rất là ok. Và tướng bộ của con này anh em cũng có thể thấy tướng bộ rất là hầm hố anh em. Và con lồng số 029 này thì không có tật lối gì. Và em báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1 triệu anh em nhé. Giá là 1 triệu. Đó, giọng của con chim thì anh em yên tâm, giọng rất là hay. Và cái nước nhảy, nước di chuyển của con chim anh em thấy nó cũng rất là thanh thoát đúng không nha. Đó, anh em nhìn kìa, con chim mà di chuyển cầu rất là nhanh. Còn đây nha, đây chính là đoạn clip em quay kỹ và rõ hơn cho anh em xem bóng bộ tướng tá của con lồng số 029 giá 1 triệu đây anh em nhé. Giá cả thì em cũng báo chuẩn cho anh em dễ dàng tham khảo rồi anh em. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con lồng số 456 này cho anh em tham khảo. Con này anh em có thể thấy con chim nó đứng hình đứng bộ nhìn rất là đẹp. Và lông lá của con này nhìn cũng rất là đẹp anh em nhé. Con 456 này thì thông tin là một con chim cúng tách Avisa. Con chim này bộ trung to và không có tật tối gì. Đó, và em cũng báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con lồng số 456 này giá là 1 triệu anh em nhé. Giá là 1 triệu. Con này, cái con lồng số 456 này em bao giọng hay, giọng chuông, giọng con này rất là ok anh em. Còn anh em nào mà muốn nghe kỹ hơn về giọng của nó thì anh em kết bạn nhắn tin bên Zalo cho em sẽ gửi thêm clip chất giọng của con chim cho anh em. Nhưng mà em có bảo hành thì anh em cứ yên tâm rồi anh em nhé, anh em không phải lo anh em.
Đó, còn đây anh em, đây chính là đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem rõ và kỹ hơn về bóng bộ tương tá của 456 giá 1 triệu. Anh em có thể thấy khi con chim nó lên bộ rất là đẹp. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con lồng số 525 này anh em. À, một con chim mà con này thì bộ trung nhỏ thôi anh em nhá, chim tách AV ra và con này nó hơi ngước anh em ạ. Nhưng mà nó chơi nó ra phách dê cầu rất là ghê anh em. Đó. Anh em nhìn à, đó chơi dây cầu anh em. À, đuôi của nó thì xấu, lông đuôi xấu anh em nhé, lông đuôi xấu nhưng mà được cái bóng bộ tương tá cũng rất là đẹp, lông mỏng. Và con 525 này thì em báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 400 anh em nhé, giá là 400 con lồng số 525 này anh em. Đó, và cái con chim con này cũng đã sổ giọng rất là tốt và con chim cũng ra thái độ rất là ok anh em. Còn đây chính là đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem rõ và kỹ hơn về bóng bộ tương tá của 525 giá 400 đây anh em nhé. Lông rất là mỏng, bộ trung nhỏ thôi anh em. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo cũng là con cuối cùng trong clip ngày hôm nay, đó là con lồng số 27 này anh em nhé. Con lồng số 27 này thì thông tin là một con chim cúng tách AV ra, con chim bộ trung to và không có tất lối gì anh em. Đó, con chim này thì cũng là một con chim rất đẹp tố chất, con chim cúng đá ra thái độ anh em, con chim cũng rất là gấu. Đó, và con lồng số 27 này thì em cùng báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1 triệu anh em nhé, giá là 1 triệu. Đó, con chim không có tật lối gì, bộ trung to. Đó, thì hôm nay em lên được 5 con chim rất là đẹp và tố chất cho anh em tham khảo lựa chọn. Anh em mà ngắm xem mà ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào mà không ưng thì em lại hẹn anh em clip khác. Em rất cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em anh em nhé.